Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel TM. Ok, anh em chúng ta lại gặp nhau ở combo vừa tại. Và ở cái video này anh em chúng ta sẽ bàn luận về cái vấn đề mà thức tỉnh trang bị nha anh em. Như anh em đã biết, hiện tại mình đang mặc cái set đồ thần. Và để thức tỉnh nó thì chúng ta sẽ cần đá thức tỉnh, đơn giản thôi. Hiện tại thì trong server 6 của mình hiện tại thì đá thức tỉnh thì nó hơi hiếm anh em. Tại vì cái lượng người mà lên tới cấp 280 khá nhiều á, nên thành ra cái lượng ngọc thức tỉnh nó hơi hiếm. Nhưng mà không sao, sau này nó sẽ nhiều hơn, khi mà anh em lên cao xíu là nó sẽ nhiều hơn thôi. Còn hiện tại thì đấu đá đấu giá đồ nó cũng hơi căng thẳng. Hôm qua thì mình cũng có xin được anh em trong gui được 2 viên. Nói chung là hôm nay mình nhường hiền, bữa khác người ta nhường cho mình, đại loại vậy. Cũng có nhiều anh em cần, nhưng mà mình cần nhiều anh em cũng nhường. Rồi hôm nay mình sẽ không lấy, mình nhường lại anh em. Chứ anh em đừng có đấu đá nhiều quá, thì một người thiệt về cái vấn đề điểm ngọc nhiều quá. Mà chia ra thì anh em trong vui cũng chả được bao nhiêu. Bởi vậy nếu mà muốn vui mạnh thì anh em nhường nhịn nhau xíu là ok. Đấy. Rồi. Trước khi thức tỉnh thì chúng ta sẽ vào phần ghiền như anh em đã biết. Đấy. Nhưng mà anh em phải tiến hóa nha. Anh em phải tiến hóa đồ lên 4 hoàn hảo hết thì mới được. Còn nếu mà 3 hoàn hảo là không được nha anh em. Giống như cái găng tay của mình hiện tại nè, 3 hoàn hảo thì sẽ không được. Đấy. 3 hoàn hảo thì sẽ không thức tỉnh được nha anh em. Từ 4 hoàn hảo trở lên. Đấy. Hiện tại ở bên đây mình đã thức tỉnh được 2 cái kiếm rồi nè. 2 kiếm mình đã thức tỉnh rồi. Cái mũ của mình chưa thức tỉnh này. Cái mũ với lại tất cả đồ dưới thì mình chưa có thức tỉnh. Hiện tại thì ở thức tỉnh một cấp 1 thì full set là 7 viên nha anh em. Còn qua cấp 2 thì sẽ là 2 viên. 2 viên nhân cho 7 thì nó ra 14. Còn lên mà cấp 3 thì 3 viên, 3 viên một lần. Còn từ cấp 4 cho lên hình như là 5 viên thì vậy. Đấy. Ok. Trước khi thức tỉnh thì anh em nhớ hoàn hảo nha. Tiến hóa đi cho nó hoàn hảo lên thôi. Hoàn hảo 4 mới được. Đây thì mình sẽ thức tỉnh cái nón trước đi. Đây. Hiện tại là mình chưa có đồ đây. Anh em vào đi mà mua mấy cái món xanh nè. Mua đồ cấp 2 anh em. Mua đồ chuyển 2 cho nó đủ. Đây. Ê, bậy bậy à. Mua cái đứt chi sơn luôn em. Mua cái hết lúa luôn à. Đưa vô thôi. 5 món. 5 món anh em à. 5 món xanh mình sẽ được 100% nha. Đấy. Đấy, anh em thấy không? Anh em thấy mỗi lần mà thức tỉnh nó lên trang bị cực kỳ không? Cái lộn nó lên lực chiến chứ. Lên thôi rồi luôn á. Này. Đây mình còn có 2 món mình phải mua thêm 5 món nữa mới được. Vô đấu giá thôi. Bởi vì mà các mặt hàng này không bao giờ mà gọi là hiếm anh em. Cái lộn không bao giờ mà gọi là phế hết á. Sẽ có người mua để mà thức tỉnh thôi à. Game làm khá hay đấy chứ. Rồi việc mà mình mua như vậy thì anh em mới có thể bán buôn được chứ. Chứ không là ăn cắn luôn anh em. Đây, giờ tới mình thức tỉnh cái áo này anh em. 5 món. Ok. Đây anh em thấy không? Làm 2 món là lên được 25k, lên được 50k lực chiến thì 2 món. Mỗi món 25. Là anh em mà kích hoạt đủ 5 đủ 7 món là nó sẽ lên dòng gì đó. Mình cũng không rành cho lắm tại mình chưa có lên tới nữa nè. Này. Mình chưa có lên tới 5 món. Hiện tại mình chỉ mới có lên 3 món à. 4 món à. Đấy. Còn ở đây anh em thấy không, cái ba hoàn hảo là mình chưa thức tỉnh được nè, mình phải tiến hóa đó.
Còn như đây 4 năm thì mình đã lên rồi. Lên lên được xíu lực chiến anh em à. Cũng ngon lành đấy chứ. Cái việc mà săn đồ thần thì như chúng ta đã đề cập trước thì nó khá là dễ thôi anh em, không gì phải khó khăn cả. Còn cái việc mà kiếm đồ thần ở đâu thì nó gây khá nhiều từ con boss cao rồi, anh em cũng có dễ thấy lắm. Còn việc đấu giá cũng nhiều nữa, đấu giá ở trong đây thì nhất là anh em canh cái giờ mà gui á, boss gui á, boss gui buổi trưa buổi tối á, thì thường thường đấu giá nó dâng ra nhiều lắm, nên chúng ta có thể mua thoải mái thôi, không có gì phải lo ngại cả. Để phụ em gái boss mới được. Mới vô bem dữ rồi ta. Tỉnh xong cảm giác người nó mạnh mạnh sao anh em à. Đấy, cái đấy mới nói mạnh xong chết luôn. Thót thót thót. Chạy lẹ. À, còn phần phần này nữa để nói anh em luôn này, như anh em có thể phân biệt cái món đồ mà giữa trí lực với sức mạnh, trí lực với hệ trí hệ lực à, thì anh em có thể phân biệt ở cái dòng thuộc tính thần trang đó anh em. Anh em thấy chữ dũng mãnh không, dũng mãnh sức mạnh đó. À, còn cái đầu trí thì nó cơ trí trí lực, nó đơn giản thôi để chúng ta phân biệt thôi. Mình đưa lên full set, mình chơi lực thì mình lên full set lực thôi, cũng khá đơn giản thôi anh em. Hiện tại là bên lỡ cho anh em coi lại server bên đây luôn. Server 6 anh em. Đu. Mua giờ lên được cái lưỡi hái anh em. Đu. Phải cái đấy. Ghê chưa? Nhìn ngầu lòi. Con khứa này mặc đồ kiểu kỳ cục ấy. Chu ra coi phối à. Đu. Chắc thích chơi cái xì tai BD à. Lung tung ven sao bằng đây là top cách top ở server 6 nha anh em. Hiện tại ở server 6 đua dễ thương lắm anh em, mà anh em thấy không, chênh lệch nhau không có quá nhiều, nhưng mà như mấy server khác chênh lệch tầm mấy triệu thôi, chơi dễ nản lắm anh em. Còn ở server 6 của mình thì chơi khá là đơn giản, mềm mỏng nhẹ nhàng ngon lành luôn á. Mình đứng tới hạng 43 rồi, mình hơi bị VIP trong server anh em, hạng 43 rồi. Chịu hồi u ám. Chơi nó. Kim chỉ vào. Anh em đánh boss chung thì BT đội nhau cho nó thoải mái. Rồi không được gì luôn anh em ơi, tức quốc luôn. Mấy bữa nay phải nói là quá xui luôn em à, không được gì nhiều cả. Ok được rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây nhé. Chúc anh em một ngày thật là vui vẻ. Nếu anh em ủng hộ mình hãy để một like, subscribe nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại.